Minh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với bản tin Địa ốc trên kênh truyền hình FPNC. Trước khi bắt đầu bản tin, Minh Vy xin mời quý vị dành ít phút để cùng với Minh Vy điểm qua những nội dung đáng chú ý trong bản tin kỳ này. 9 tháng đầu năm 2016, nhà đầu tư thứ cấp chiếm trên dưới 50% tại các dự án. Theo JLL, độ minh bạch trên thị trường bất động sản Đông Nam Á đang cải thiện đáng kể. Nam Long mới giới thiệu eHome Phú Hữu, giá chỉ từ 599 triệu một căn, thu hút gần 1.000 khách. Thưa quý vị, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horea vừa công bố báo cáo về thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm 2016. Trong đó đáng chú ý, số lượng nhà đầu tư kinh doanh bất động sản thứ cấp xuất hiện trên thị trường những tháng đầu năm nay đã tăng đáng kể, đặc biệt là trên phân khúc bất động sản cao cấp và trung bình khá. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, nhà đầu tư bất động sản thứ cấp là những người phần lớn chuyên mua nhà để bán lại kiếm lời. Theo nhận định của Horea, 9 tháng đầu năm nay, thị trường xuất hiện một lượng lớn nhà đầu tư thứ cấp, nhất là trong phân khúc thị trường bất động sản cao cấp và phân khúc trung bình khá, chiếm khoảng trên dưới 50% số lượng người mua tùy theo dự án. Các nhà đầu tư thứ cấp này cũng bao gồm cả nhóm người nước ngoài đã mua nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo của Horea cũng trích lại số liệu khảo sát của hãng CBRE về tỷ lệ người mua để đầu tư. Trong đó đáng chú ý là có đến 38% người mua căn hộ với mục đích để cho thuê, 21% mua để bán lại và chỉ có chưa đến 29% người mua thực sự để ở. Theo Horea, so sánh với thời điểm bong bóng bất động sản năm 2007, tỷ lệ nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp đã chiếm đến khoảng 70%, thì tỷ lệ hiện nay trên dưới 50% cũng đã bắt đầu đáng quan ngại. Riêng trong phân khúc nhà ở bình dân, căn hộ 1-2 phòng ngủ, giá bán trên dưới 1 tỷ đồng, số lượng nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp chỉ chiếm khoảng trên dưới 5%. Horea cho rằng lý do tỷ lệ nhà đầu tư thứ cấp trên phân khúc này thấp, chủ yếu là vì tỷ suất sinh lợi không hấp dẫn. Cũng theo dự báo của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản những tháng còn lại của năm sẽ phát triển mạnh nhờ đà hồi phục. Tuy nhiên, hiệp hội này cũng nhận định thị trường đã cho thấy có những bước chững lại. Và bên cạnh đó thì điểm tích cực đó chính là vẫn chưa có rủi ro bong bóng xuất hiện. Theo dự báo của Horea, thị trường bất động sản các tháng cuối năm 2016 sẽ tiếp tục tăng trưởng nhỉnh hơn so với quý 3, do từ nay đến Tết Đinh Dậu là giai đoạn cao điểm trong năm. Nhưng về tổng thể, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chững lại so với năm 2015. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thị trường bất động sản năm 2017 cũng sẽ tiếp tục xu thế chững lại. Tuy nhiên, khó xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản trong những tháng cuối năm 2016 và 2017. Nguyên nhân vì thị trường chưa xuất hiện cùng lúc ba yếu tố dẫn đến bong bóng. Thứ nhất là nền kinh tế phát triển nóng. Thứ hai, chính sách tín dụng bị buông lỏng, điều kiện cho vay tín dụng dễ dãi, dưới chuẩn là điều kiện trực tiếp dẫn đến bong bóng bất động sản như năm 2007. Hiện tại, chính phủ và ngân hàng nhà nước đang thực hiện chính sách tín dụng thận trọng nên tình trạng này khó tái lập lại. Thứ ba là mặc dù thị trường có sự phát triển lệch pha cung cầu trên thị trường bất động sản, chủ yếu là phát triển nóng ở phân khúc bất động sản cao cấp, nhưng Horea cho rằng chỉ một yếu tố này thì chưa đủ điều kiện dẫn đến bong bóng bất động sản. Và cuối cùng là tỷ lệ đầu cơ trên thị trường hiện đang ở mức trên dưới 50%. Đây là những nhà đầu tư tạo sóng để kiếm lời và trực tiếp dẫn đến bong bóng như năm 2017. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ này đang ở mức trên dưới 50%. Tỷ lệ đầu cơ trên thị trường, tức mua để bán lại, năm 2017 chiếm đến 70-80% tổng số lượng giao dịch. Một số liệu khác vừa được Savills Việt Nam công bố trong quý 3 năm 2016, tình hình hoạt động tại các tòa nhà văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh khá tốt. Điều này khiến cho tỷ lệ lấp đầy tại các tòa nhà văn phòng duy trì ở mức cao và mặt bằng cho thuê trở nên khan hiếm. Giá thuê tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Savills Việt Nam, quý 3 năm 2016, thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có thêm một dự án văn phòng hạng C mới được đưa vào hoạt động và một tòa nhà hạng B phải tạm ngưng cho thuê để nâng cấp sửa chữa. Điều này khiến cho nguồn cung văn phòng trên thị trường gần như ổn định không tăng và ngày càng khan hiếm. Theo Savills Việt Nam, tình hình hoạt động của thị trường văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục tiến triển ổn định do nguồn cung mới khan hiếm. Công suất cho thuê bình quân tiếp tục tăng 1 điểm phần trăm so với quý trước và tăng đến 5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái và đã chạm mức 98%. Đây có thể nói là tỷ lệ cho thuê bình quân cao nhất trên thị trường trong suốt nhiều năm qua. Giá cho thuê văn phòng cũng đã tăng đến 5% so với thời điểm quý 3 năm ngoái. Dữ liệu từ Savills cho thấy, tình hình cho thuê chủ yếu đến từ hạng B và hạng C, chiếm đến 97% tổng nhu cầu thuê mới trên thị trường trong quý 3 vừa qua. Riêng phân khúc văn phòng hạng A có tốc độ tăng giá cho thuê cao nhất, tăng đến 4% chỉ sau một quý, với giá cho thuê bình quân 48 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, tương đương 1.070.000 đồng một mét vuông một tháng. Theo báo cáo của Savills mới công bố, trong quý vừa qua, mặc dù thị trường nhà ở Hà Nội bán ra được khoảng 5.700 căn, nhưng nếu so với quý 2 năm 2016 lại giảm 6%, và nếu so với cùng kỳ năm trước thì đã giảm 15%.
Phân khúc nhà trung bình ghi nhận khối lượng bán cao nhất trong 6 quý liên tiếp, chiếm 51% tổng số căn bán được. Tỷ lệ hấp thụ đạt 33%, giảm 2 điểm phần trăm theo quý, nhưng giá chào bán trung bình ổn định. Savo dự báo trong 4 tháng tới, sẽ có hơn 13.000 căn sẽ gia nhập thị trường, phần nhiều là căn hộ hạng B đến từ Từ Liêm, Thanh Xuân, Tây Hồ và Hai Bà Trưng. Trong khi đó, ở phân khúc biệt thự liền kề, nguồn cung mới liên tiếp tăng, còn căn hộ dịch vụ có tỷ lệ lấp đầy và giá phòng bình quân tăng. Thị trường văn phòng cho thuê hoạt động khá ổn định, nguồn cung duy trì mức ổn định theo quý và tăng 9% theo năm. Dự án hầm qua sông Hàn có điểm nối từ đường 3 tháng 2 Đống Đa quận Hải Châu đến vòng xoay đường Vân Đồn quận Sơn Trà. Công trình có chiều dài là 1.315m, trong đó đoạn hầm chìm dài 900m, còn lại là hầm hở, hầm xe gồm 6 làn xe. Dự án sẽ được thực hiện trong 3 năm, bắt đầu từ quý 4 năm 2016, với tổng số vốn hơn 4.000 tỷ đồng. Nằm ngay sát bờ sông Hàn, một số dự án khu phức hợp ven sông Hàn của nhiều doanh nghiệp đã lên cơn sốt ngay từ thời điểm dự án hầm chui vượt sông Hàn được bàn thảo. Theo ghi nhận, vào thời điểm đầu năm, giá đất nền ở khu này chỉ tầm 9-10 triệu một mét vuông, nhưng hiện đã lên đến 13-14 triệu một mét vuông. Giao dịch đất nền ở khu vực này cũng trở nên sôi động sau một thời gian dài ngủ đông. Do cơ sở hạ tầng, đường xá chưa hoàn thiện nên khu đất nền của một số dự án tăng nhẹ, giá từ 8-10 triệu một mét vuông. Không chỉ các dự án cầu, hầm nối hai bờ sông Hàn, nhiều dự án hạ tầng khác tại Đà Nẵng đang được gấp rút triển khai cũng sẽ mở đường cho bất động sản phát triển, như dự án mở rộng, nâng cấp sân bay quốc tế Đà Nẵng, dự án di dời ga đường sắt, v.v. Khép lại phần đầu bản tin bất động sản kỳ này trên kênh truyền hình FPNC, Minh Vy xin mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi để cập nhật những thông tin đáng chú ý khác. Thị trường bất động sản Cộng hòa Séc nóng nhờ lãi suất thấp, ngân hàng trung ương lo ngại. JLL cho biết độ minh bạch trên thị trường bất động sản Đông Nam Á đang cải thiện đáng kể.